Chào các bạn. Trong công việc vẽ AutoCAD hàng ngày thì việc chúng ta nhúng kèm các cái đối tượng dạng văn bản từ bên ngoài hay là chính là những liên kết ngoài Only Link, hay nói đơn giản hơn đó chính là những bảng biểu, những thuyết minh tóm tắt hay những ghi chú mà các bạn đã soạn thảo ở trong các phần mềm soạn thảo văn bản như là Word, Excel, vân vân. Như các bạn có thể thấy ở trong bản vẽ AutoCAD ở đây. Và việc copy những file này vào trong AutoCAD để thành bản vẽ hoàn chỉnh và in ấn để hoàn tất, đó là việc hoàn toàn rất bình thường đối với những ai đã và đang vẽ AutoCAD hàng ngày. Nhưng vì sao mà kênh D-Shop là đề cập đến vấn đề này và lại cho là quan trọng, và hơn thế nữa là các bạn cần phải đặc biệt lưu ý và ghi nhớ? Rất đơn giản, nguyên nhân xuất phát từ một tình huống thực tế như bao tình huống khác. Với một bản vẽ AutoCAD như này, sau khi chúng ta copy xong, chúng ta chỉ việc in ra là xong. Như các bạn thấy ở đây, ví dụ là mình sử dụng máy in ảo, tức là xuất ra định dạng PDF. Khi chọn khổ giấy, rồi chúng ta thiết lập chế độ nét in các thứ xong xuôi, chúng ta nhấn Preview ở trong AutoCAD thì như các bạn thấy là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì, bản vẽ xem trước rất là nét. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta thử xuất ra PDF xem sao. Đây chính là file thực tế khi mà chúng ta in ra. Ok, giờ thì chúng ta sẽ mở bản vẽ này lên. Các bạn có thể thấy ngay sự khác nhau trong bản vẽ CAD, ngay cả trong preview xem trước khi in của CAD thì các bản biểu hay là ghi chú vẫn hiển thị màu rõ ràng, sắc nét. Nhưng vậy sao mà khi in ra thực tế các bảng biểu này lại chuyển về đen trắng và có cái chất lượng rất là thấp? Thực ra thì việc này hoàn toàn bình thường, các bạn vào kênh T-Shop cũng vậy, rất ít khi để ý đến nếu như trong trường hợp chúng ta chỉ in đen trắng hoặc là in màu nhưng mà đối tượng mà chúng ta in màu lại không để màu, hoặc là chúng ta in ở cái khổ nhỏ thì rất khó có thể nhận được ra cái sự khác biệt này. Nhưng nếu mà khi mà chúng ta in màu và chúng ta yêu cầu phải hiển thị màu theo đúng như đối tượng mà chúng ta đã nhúng vào AutoCAD, mà lúc này chúng ta in ra thì màu lại không được như ý, như các bạn thấy ở đây, nó sẽ biến đổi rồi chất lượng thấp và không có màu, thì quả thật lúc này sẽ rơi vào một tình huống rất là khó khi không biết phải loay hoay xử lý ra làm sao, mà hồ sơ lại phải xuất bản luôn rồi. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Nó sẽ là rất cần thiết khi chúng ta in màu hay kể cả in đen trắng, nhưng in ra với khổ lớn và đòi hỏi độ nét cao thì chúng ta cần phải biết được những cái thiết lập như sau đối với những đối tượng được liên kết ngoài vào. Rất đơn giản, đó là trước khi in, các bạn cần cài đặt chất lượng in đầu ra cho đối tượng được nhúng vào trong AutoCAD. Các bạn chọn bằng cách sau. Các bạn chọn đối tượng được nhúng vào và nhấp chuột phải, chọn Properties. Và đây sẽ là bảng thuộc tính của đối tượng. Và để chỉnh chất lượng in ấn của đối tượng này thì chúng ta sẽ quan tâm đến thông số Plot Quality của tab Mix. Đây chính là phần lựa chọn chất lượng khi in ấn ra. Tại đây, như các bạn có thể thấy, sẽ có 3 lựa chọn như sau. Các bạn có thể thấy ở mỗi lựa chọn chất lượng in thì AutoCAD có đề xuất dùng cho trường hợp nào là phù hợp. Ví dụ như là lựa chọn monochrome, tức là in đen trắng và đơn sắc ấy, thì các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta in bảng biểu mà không có màu. Tại vì là khi đấy thì bản vẽ sau khi in ra sẽ là đen trắng, mặc dù là trong AutoCAD của các bạn là màu. Lựa chọn thứ hai là Low Graphics. Chúng ta sẽ sử dụng cho những cái đối tượng mà có thể là có một ít text màu hoặc là có một vài đồ thị, biểu đồ. Khi đó thì bản vẽ in ra thì sẽ có màu nhưng mà chất lượng sẽ thấp hơn. Và lựa chọn cuối cùng là High Graphics, tức là chúng ta sẽ sử dụng khi mà bản vẽ của chúng ta muốn in ra nét chất lượng cao, có chứa những cái đối tượng liên kết ngoài là những ảnh
có nhiều màu. Và tùy vào từng trường hợp thì các bạn sẽ có những cái lựa chọn sao cho nó phù hợp nhất. Và nếu như các bạn luôn luôn muốn bản vẽ của các bạn in ra sắc nét, đẹp cho tất cả các đối tượng nhúng vào trong AutoCAD, bất kể là text hay là biểu đồ hay là ảnh, thì các bạn hãy cứ chọn lựa chọn hai graphic là xong, không phải quan tâm đến hai lựa chọn trên nữa. Và để minh họa rõ nét hơn thì kênh T-Shop sẽ thiết lập minh họa và in thử để chúng ta có thể so sánh và thấy rõ sự khác biệt của ba lựa chọn này. Các bạn có thể thấy là đây là các đối tượng được nhúng vào trong bản vẽ AutoCAD này, bao gồm các bảng biểu từ Excel và các văn bản từ file Word. Như các bạn thấy là tất cả đều có màu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thiết lập riêng cho ba lựa chọn khác nhau để chúng ta có cái kết quả chúng ta đối chiếu so sánh. Ok, đầu tiên là với monochrome, tiếp theo là lựa chọn low graphic, tiếp theo là lựa chọn high graphic. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ in. Như các bạn thấy, có thể thấy rõ rằng sự khác nhau giữa các lựa chọn của chất lượng in là mono hay là low hay là high. Hy vọng rằng là qua video này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách thiết lập chất lượng in của đối tượng được nhúng từ bên ngoài vào AutoCAD và qua đó sẽ có được những lựa chọn phù hợp cho mục đích đầu ra của các bạn. Để chúng ta sẽ không phải thắc mắc là tại sao bảng biểu trong AutoCAD nét như vậy mà in ra lại xấu như thế này, hay là tại sao bảng biểu trong AutoCAD hiển thị màu mà in ra bản vẽ lại không có màu, trong khi đó các đối tượng khác của AutoCAD vẫn hiển thị màu. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì vui lòng nhấp chọn nút subscribe hay chính là nút đăng ký ở bên dưới video để kênh T-Shop sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những video hướng dẫn và chia sẻ cách sử dụng các phần mềm hữu ích khác trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.